chào khán giả thời trang và nhân vật. Tôi là Dan Nguyễn, music producer, DJ và họa sĩ. Hôm nay rất vui khi được trò chuyện với khán giả của chương trình. Từ nhỏ tới lớn thì Dan cũng kiếm nhiều cách khác nhau để cho thể hiện cái sáng tạo của Dan. Lúc cỡ 5 tuổi là Dan bắt đầu vẽ rồi. Thì sau đó đó cứ 10 tuổi thì nó bắt đầu biết yêu âm nhạc. Thì từ từ thì Dan cứ trong cuộc đời sống thì kiếm mấy cái trò khác nhau để cho express cái cảm hứng của Dan. Lúc 16 tuổi thì bắt đầu DJ. Thì hồi đó thì DJ nhạc hip hop và jazz. Sau khi đó thì chuyển qua design, chơi trong band, ban nhạc, rất là nhiều ban nhạc khác nhau. Rồi xong rồi từ từ thì bắt đầu làm art director. Thì nói chung là nó có nhiều cách để cho nói ra cái sáng tạo đó, mà nói chung là nó cũng từ một cái space thôi, một cái trong lòng, trong cái sáng tạo của Dan ra. Công việc nào nó cũng từ sáng tạo ra, mà cái cách lấy cảm hứng thì nó khác. Giống như là mình có một cuộc sống thôi, mình có một đời sống, thì chúng là Dan muốn sống cái cách mà Dan mong muốn nhất. Thì cái trong con đường sống thì nó có rất vui hoặc là buồn, rất là nhiều emotion, nên là Dan gom hết cái đó lại hàng ngày á, rồi xong ấy đưa ra trong công việc, ra trong nhà hoặc là vẽ tranh hoặc là graffiti hoặc street art. Dan đã có nhiều dự án lớn đã làm rồi, mà năm nay thì cũng có vài cái mới mà rất là Dan rất là hào hứng. Thì năm nay là Dan đã được biểu diễn tại Coachella. Coachella là một cái festival bên Mỹ, lớn nhất của Mỹ. Monsoon Festival ở Hà Nội. Monsoon Festival là một cái festival quốc tế âm nhạc mà lớn nhất trong Việt Nam. Hiện bây giờ là đang sáng tác nhạc với Sue Boy. Năm này hoặc năm sau nó sẽ ra một cái album với Sue Boy. Dan sáng tác nhạc và làm beat. Lúc mà Dan về Việt Nam cỡ 3 năm trước thì bắt đầu tập trung về một cái dự án gọi là Fears and Lovers. Thì nó là về mấy cái bức mà kiểu như là portrait về mặt của phụ nữ của người Việt Nam. Mấy cái hình phụ nữ này thì không phải là hình nào cũng tươi hay là cười. Tại vì con người thì có rất là nhiều emotion. Thì Dan muốn lấy cái expression đó là vẽ lên luôn. Mà lúc mà vẽ ngoài đường phố thì người nào xem cũng được, từ nhỏ tới lớn, mấy nhóc trẻ con, ông bà thì ai cũng xem mấy cái bức này được. Cho nên là cái bức này nó đúng ra một cái quà tặng cho người của Việt Nam. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam, street art và graffiti phát triển rất là mạnh. Đã có nhiều họa sĩ và nhóm họa sĩ đã vẽ 5-6 năm rồi. Mà lúc mà so sánh street art của Việt Nam, graffiti của Việt Nam với nước ngoài thì Dan thấy là không thiếu cái gì hết. Thì hàng ngày thì có nhiều người tham gia hơn, nhiều người interesting hơn. Thì Dan thấy là trong 1-2 năm sau thì street art nó sẽ rất là kiểu như là explosion luôn, cho đầy thành phố luôn. Hiện bây giờ là graffiti và street art của Sài Gòn thì Dan thấy nó hơi mạnh hơn Hà Nội. Nó đã bắt đầu từ Hà Nội khoảng 10 năm trước, mà hiện bây giờ đó thì Sài Gòn nó rất là mạnh hơn, mà có rất là nhiều người ở đây vẽ graffiti và street art luôn.